tìm kiếm tài năng, khóa sinh khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng. Chào! Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại chùa Ba Vàng, là nơi sinh hoạt của gần 6.000 bạn khóa sinh khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần thứ 2 năm 2023. Bật mí cho các bạn biết một điều rằng các bạn khóa sinh ở đây vô cùng tài năng. Và bây giờ hãy cùng theo chân mình khám phá xem tài năng của các bạn ấy như thế nào nhá. Let's go! Xin chào bạn, không biết bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người cùng biết được không nhỉ? Chào tất cả mọi người, mình tên là Gia Linh và mình đến từ tỉnh Bắc Ninh, xứ sở của dân ca quan họ. Mình tên là Phạm Nam Khánh và mình đang sinh sống tại Bắc Giang. Mình tên là Đi Hoàng Bình, mình đến từ Hải Dương. Tôi tên là Giáp Quang Dung, tôi đến từ Bắc Giang. Mình tên là Lê Minh Anh, mình đến từ Thanh Hóa. Vậy thì không biết đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn có tài năng gì nhỉ? Tài năng của mình là nhảy dance sport ạ. Mình có thể hát chèo ạ. Và mình có khả năng là rap ạ. Tôi có thể chơi đàn guitar. Mình có thể nói tiếng Trung này, hát được tiếng Trung, bơi lội và nói tiếng Anh nữa. Ngoài ra cũng có thể nhảy nữa. Vậy tài năng gì khiến bạn tự tin nhất khi thể hiện ra? Chắc chắn là tiếng Trung rồi ạ. Ni hao. Đồng chí Văn Hảo. Không biết là bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người cùng được biết bằng tiếng Trung không nhỉ? Ok, được thôi, mình bắt đầu nhé. 大家好，我叫阮倩玲，我来自北宁，今年我17岁了。我可以唱歌，说英语，说汉语，可以游泳呢。Bạn đã từng tham gia các cuộc thi dance sport nào chưa? Mình đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi rồi ạ. Vậy số huy chương bạn nhận được là bao nhiêu nhỉ? Về số lượng thì mình cũng không nhớ nổi nữa, tại vì mình đã đạt rất nhiều rồi. Vậy ước lượng khoảng tầm bao nhiêu? Theo mình nhớ thì cũng gần 100 ạ. Nope. Bao nhiêu? Khoảng 100 ạ. Khoảng 100 ạ. Là 100 đấy mọi người ạ. Một con số rất đáng ấn tượng phải không nào? Bạn có thể thể hiện một chút cho mọi người cùng biết được không ạ? Dạ được ạ. Mình thấy trong phần tài năng của bạn thì có hát tiếng Trung. Không biết là Linh có thể gửi đến mọi người một ca khúc bằng tiếng Trung không nhỉ? Gửi. 我还是从前那个少年，没有一丝丝改变。时间只不过是考验，重在心中，信念丝毫未变。眼前这个少年还是最初那张脸。面前再做前线，不退却 ，Say never never give up like a fighter. 上路。Nhìn anh y chàng y vàng, cháu nhớ nhớ thu xưa bác. Chết rồi, em quên lời mất rồi. A few moments later. Nhìn anh y chàng y vàng, cháu nhớ nhớ thu xưa bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhị đồng. Muôn vàn tình thương như biển ni trời, bạc viễn từng dòng gửi cho con trẻ khắp gần xa. Các cháu thân yêu nhớ năm điều bác dạy, gắng học thật chăm, gắng chăm làm khuya sớm vui chuyện cần. Bạn hát chèo từ khi nào nhỉ? Dạ mình bắt đầu hát chèo từ lúc năm lớp 1, lớp 2 ạ. Quả thật là một thời gian rất rất dài. Không biết là ngoài hát chèo ra thì bạn còn biết là thêm loại hình nghệ thuật nào không nhỉ? Mình ngoài hát chèo ra mình còn có thể hát then hoặc là hát con họ ạ. Thật sự là một người vô cùng tài năng. Vậy thì không biết là bạn có thể hát thử một câu quan họ để cho mọi người cùng thưởng thức được không ạ? Dạ được chứ ạ. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi, khách đến chơi nhà rót hỡi hát xuống chén trà mời nhau, rót hỡi hát xuống chén trà mời nhau.
anh em bốn phương hội tụ về đây tham gia khóa tu bè sôi động này, chính thể mọi người được khai mở khai thông rất là nhiều bạn như là cá trong sâu, từ bỏ gây hè dám chắn là lông bông đến chú ba vàng có phải là hơn không, đến mà từ bỏ đi cái tính ngông cuồng, học cách tính đẳng như là đất sông sâu, không cần stage, không cần on mic thì tập vẫn cháy mà không cần bàn cãi, không cần buồn phiền, không cần lo âu vì có nghĩ nhiều bạn không cần phải lo đâu, chú ba vào xuống các bạn bỏ với các lo sầu và cả những ung thư khi các bạn đau đầu, chú ba vào tuyệt vậy mà không tới thì đúng nói thật là phí cả mùa hè. Vậy nên cứ đi đi bạn nhé, tới chùa Ba Vàng chúng mình đón nhau. Bài này là do mình tự viết lời ra, dựa trên nền nhạc của bài Khóa tu mùa hè kết tình bạn luân phương do cô Yến sáng tác. Vậy thì bài này bạn đã sáng tác trong vòng bao nhiêu lâu? Thực ra thì mình sáng tác bài này trong vòng khoảng 20 phút sau thời gian ngủ trưa. Wow, đây đúng là một ứng cử viên sáng giá của chương trình Rap Việt M4 phải không nào? Những năm tháng ngày đã đi qua, sinh chùa Ba Vàng có tài năng không nào? Và vừa rồi là một số trong rất rất nhiều những tài năng tại chùa Ba Vàng. Mọi người ấn tượng với tài năng nào nhỉ? Hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.